xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 6 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam của lưỡi áp cao là lục địa, kết hợp với rìa phía bắc của rãnh thấp xích đạo, nối với vùng thấp trên khu vực Biển Đông. Trên cao, nhiễu động trong đới gió đông hoạt động mạnh. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này phổ biến là nhiều mây, trời gió, rét lạnh, nhất là về đêm và sáng. Có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi sẽ có mưa dông. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Tại khu vực này phổ biến cũng sẽ là nhiều mây, sáng sớm và đêm trời lạnh, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tại đây, chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày mai trời nắng gián đoạn, tuy vậy sẽ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ trung bình quanh mức từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đạo Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Tại đây, chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ hạ thấp hơn, cao nhất chỉ vào khoảng 27 độ và thấp nhất là 21 độ, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và bà con, tiếp tục giới thiệu đến quý vị và bà con những mô hình chăn nuôi hiệu quả cho thu nhập cao. Chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng tiếp theo đây sẽ giới thiệu cùng quý vị và bà con mô hình nuôi chim cút siêu trứng của bà con nông dân tại xã Đàm Ri, Bảo Lộc. Đó là giống chim cút siêu trứng chuyên cho trứng với tỷ lệ cao, được thị trường rất ưa chuộng, là loài vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Mời quý vị và bà con quan tâm đón theo dõi. Còn khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.